Những ngày này, dù nhiệt độ tại Hà Lan xuống thấp, chỉ khoảng 3-4 độ, nhưng những khóm hoa tulip được trồng ở công viên Keukenhof vẫn đua nhau khoe sắc. Đây cũng là loài hoa được trồng nhiều nhất tại công viên, trong số hơn 70 triệu bông hoa ổn đới khác, với nhiều màu sắc sặc sỡ. Thật là đẹp, ở đây giống như một bức tranh với muôn màu sắc vậy. Tôi thấy rất thư giãn và thoải mái. Lễ hội hoa Keukenhof năm nay đã trưng bày nhiều loài tulip lạ. Hội hoa Keukenhof năm nay có chủ đề Hà Lan. Ban tổ chức của cuộc trình diễn hoa ngoài trời có lịch sử 65 năm này lý giải, sau nhiều năm, hội hoa Keukenhof năm nay sẽ đưa khách thưởng lãm trở về với nguồn cội của loài hoa tulip. Mỗi năm chúng tôi lại đưa ra một đề tài. Dù đề tài năm nay khá đơn giản, nhưng tôi vẫn mong mọi người hiểu về đất nước của loài hoa tulip. Hà Lan là nước xuất khẩu hoa lớn nhất thế giới với khoảng 10 tỷ bông hoa mỗi năm, chiếm 70% sản lượng hoa xuất khẩu của thế giới. Hiện diện tích trồng hoa tulip tại Hà Lan là khoảng 20.000 hecta, tương đương với 40.000 sân bóng đá.